Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn là cho vũ điệu cuồng phong đấu với cả sổ thường thắng xem như thế nào nha. Mặc dù nhìn nó có vẻ khá lệch kèo khi là một con chỉ là dòng cơ bản thôi, và một con thì tận dòng siêu hạng cơ. Nhưng mà có một điều ở đây là mình cảm thấy có vẻ như là động cơ của con cá sấu nó yếu hơn, cho nên chắc là cũng không có quá lệch kèo đâu. Lỡ như con vũ điệu cuồng phong nó còn ăn được con cá sấu thì sao? Và không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đầu tiên nha. Và như thường lệ là mình sẽ cho hai con chiến cơ này đấu 5 trận, và mỗi trận mình kéo 5 lần ở cả hai con. Ở đây tôi thấy là, ủa là sao? Khi mà lúc đầu thì cá vũ điệu nó gần như là áp đảo, nhưng mà lúc sau thì lại bị cá sấu đánh cho lật ngửa. À không, lật ngang chứ. Vậy là trận này mình tính là cá sấu thắng nha. Và kịch bản y như các trận kia nhỉ, nhưng khác là trận này thì cá sấu không phản đem được và vũ điệu cuồng phong thắng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đấu trận thứ ba nha. Và vũ điệu cuồng phong thắng tiếp. Và ở trận thứ tư mình chắc mình đổi vị trí của hai con quá, cho nó khác một tí. Các bạn thấy cá sấu bị áp đảo tới cỡ nào. Và trận thứ tư thì vũ điêu cuồng phong vẫn thắng. Và bây giờ là trận cuối cùng. Mình đoán thì chắc cũng vũ điêu cuồng phong thắng rồi. Cá sấu dường như không đẩy được các bạn, và nó còn dừng trước cái vũ điêu cuồng phong nữa. Tổng kết lại thì cá sấu thắng 1 và thua 4. Còn vũ điêu cuồng phong thì ngược lại là thua 1 và thắng 4. Ở trận đầu thì vũ điêu cuồng phong nó đã bị cá sấu đánh cho nằm ngang, nhưng mà ở trận sau nó hoàn toàn áp đảo được cá sấu thần thánh, mặc cho con chiến cơ này nó thuộc dòng siêu hạng. Và các bạn biết tại sao mình lại mở cái càng ở đây không? Bởi vì mình đã cho đấu rất là nhiều trận rồi, nhưng mà hầu như trận nào là cũng bị hai con nó cũng bị lật sang một bên và dắt nhau đi đâu đó mình không biết. Bởi vì mình phải mở cái càng nó ra thì nó mới không bị hiện tượng đó được. Chứ cái kiểu chứ chơi đấu kiểu đó thì đấu đó sáng mai nó vẫn là hòa và vẫn là bị lật hướng, không chạy lên trên nó cũng chạy xuống dưới thôi. Và video đấu chiến cơ của mình tới đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nhớ thứ hai nhớ like và đăng ký kênh nhé.